Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Lý Tiểu Đông, tên tiếng Anh là Forrest Lee, sinh năm 1977 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Sau khi sang Singapore định cư và lập nghiệp, hiện tại ông đã chuyển sang quốc tịch đảo quốc sư tử và là người giàu nhất đất nước này. Theo thống kê của Bloomberg, hiện tại ông nắm giữ số tài sản trị giá khoảng 19,8 tỷ USD. Dù còn khá trẻ, nhưng ông đã thành công liên tục trong sự nghiệp kinh doanh của mình là chủ tịch của tập đoàn Sea, công ty mẹ của kênh thương mại điện tử Shopee và nhà phát hành game Kerana. Tỷ phú Lý Tiểu Đông không xuất thân từ gia đình giàu có truyền thống kinh doanh mà lập nghiệp từ tay trắng. Dẫu bộc lộ trí thông minh từ nhỏ với thành tích học tập không tệ, thời đi học ông cũng như bạn bè là một con nghiện game. Lý Tiểu Đông thường được bạn bè nhận xét là tính cách hơi kỳ lạ, lập dị. Trong thời gian học đại học ngành kỹ thuật tại Đại học Giao thông Thượng Hải, ngoài lúc lên giảng đường, ông dành gần như toàn bộ thời gian của mình ở tiệm net. Cái tên Forrest cũng được ông lựa chọn theo tên nhân vật chính trong bộ phim kinh điển Mỹ Forrest Gump, một chàng trai lập dị. Sau khi tốt nghiệp, Lý Tiểu Đông cũng như mọi người đi tìm kiếm một công việc văn phòng. Ông được nhận vào làm nhân viên nhân sự tại Motorola Solution. Nhưng cuộc đời của người đàn ông này đã có ngã rẽ khác biệt hoàn toàn nhờ thấy chán. Chỉ đi làm một thời gian ngắn, Lý Tiểu Đông đã quyết định không muốn cả đời làm lính quèn, sống mãi trong bốn bức tường văn phòng máy lạnh. Nghĩ là làm, ông bỏ việc và bắt đầu ấp ủ hành trình khởi nghiệp. Được truyền cảm hứng từ Steve Jobs, Lý Tiểu Đông mơ ước cũng có thể trở thành một ông lớn công nghệ, tạo ra những công ty có thể thay đổi xã hội. Ông lấy một câu nói nổi tiếng của cố CEO Apple là Stay Hungry, Stay Foolish, hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ, làm châm ngôn sống. Chàng trai họ Lý sau đó sang Mỹ học thạc sĩ và xuất sắc đổ vào ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Stanford danh tiếng. Hành trình mơ lớn dài khờ của Lý Tiểu Đông không chỉ có một mình mà còn một người vô cùng quan trọng đồng hành, đó là vợ ông, người ông quen trong thời gian học thạc sĩ. Sau khi học xong, cặp đôi không trở về quê nhà, cũng không cố gắng bám trụ đất Mỹ. Vì bạn gái nhận được lời mời làm việc tại Singapore, Lý Tiểu Đông cũng quyết định đi theo cô và nhanh chóng kết hôn. Dù học giỏi, có bằng cấp cao, nhưng vợ chồng họ Lý ban đầu cũng rất chật vật nơi xứ người. Năm 2005, khi mới đặt chân đến đảo quốc sư tử, Lý Tiểu Đông không có gì trong tay, thậm chí còn đang gánh trên vai khoản nợ học phí thạc sĩ là 100.000 USD, hơn 2 tỷ Việt Nam đồng. Cặp đôi phải sống trong một căn hộ tí hon. Công ty khởi nghiệp đầu tiên mà không phá sản của Lý Tiểu Đông mở năm 2009 và có tên là Corina. Trụ sở công ty ban đầu là một căn phòng siêu nhỏ trên phố Maxwell, Singapore. Cổ đông của công ty bao gồm cả tập đoàn Tencent hùng mạnh. Với thành công quá nhanh và mạnh của tựa game huyền thoại Free Fire, Lý Tiểu Đông cùng doanh nghiệp của mình chẳng mấy chốc thu bộn tiền. Ông là người thứ hai trên thế giới trở thành tỷ phú nhờ game trực tuyến sau Tim Sweeney, tác giả của trò chơi ăn khách Fortnite. Nhưng tham vọng của Lý Tiểu Đông vẫn chưa dừng lại ở đó. Năm 2017, Corina được đổi tên thành Sea và niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán New York. Từ một công ty game, Sea Group đã chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử và tài chính, nhắm đến đối tượng khách hàng thế hệ trẻ, những người đã quen với các sản phẩm công nghệ. Sản phẩm thành công và được biết đến nhiều nhất của Sea hiện nay chính là Shopee, kênh thương mại điện tử đang càn quét khắp châu Á và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Đứng trước rất nhiều đối thủ ông lớn như Alibaba và Lazada, tại thị trường Đông Nam Á, Shopee đang vươn lên vị trí kẻ dẫn đầu. Theo thống kê của iPrice và SimilarWeb, năm 2020, Shopee là sàn thương mại có lượng truy cập website trung bình cao nhất khu vực. Báo cáo của App Annie thì cho biết Shopee là ứng dụng mua sắm được tải xuống nhiều thứ hai trên toàn cầu. Đến thời điểm hiện tại, Lý Tiểu Đông vẫn là ông chủ, CEO điều hành tập đoàn, nắm giữ 13,8% cổ phần. Ở độ tuổi U50, chàng trai có xuất thân bình thường từ Trung Quốc đã lập nghiệp thành tỷ phú thành công, thậm chí trở thành người giàu nhất đất nước mình lựa chọn lập nghiệp. Trong hành trình làm giàu của mình, thực chất không phải lúc nào Lý Tiểu Đông cũng thành công suôn sẻ. Trước khi Corina được góp vốn triệu đô vào năm 2009, ông cũng đã có những lần khởi nghiệp thất bại thảm hại. Vào thời điểm suy thoái kinh tế hồi năm 2008, ông từng trải qua thời gian mà chính ông gọi là 2 năm đen tối nhất cuộc đời.
Đối diện với việc công ty chết yểu, ông thẳng thắn chấp nhận thất bại nhưng chưa bao giờ dừng lại. Thậm chí ông còn lấy đây làm động lực để tiếp tục làm lại cho đến khi thành công mới thôi. Vào 12 giờ trưa ngày 31 tháng 7, cửa vào trạm B của ga tàu điện ngầm Yantian ở Quảng Châu, Trung Quốc vẫn huyên náo như bao ngày. Ai ai cũng bắt đầu tuần mới với những bước chân vội vã. Một chiếc hộp chứa hơn 500 đồng xu đã được đặt tại cửa ga tàu một cách có chủ ý nhằm giúp đỡ những ai có nhu cầu sử dụng. Tấm biển được đặt ngay bên cạnh với nội dung: nếu như bạn đang cần tiền gấp, mời tự lấy, nhưng mỗi người chỉ được lấy nhiều nhất là 5 tệ, tương đương với 17.000 đồng. Không lâu sau đó, những người qua đường dừng lại trước chiếc hộp ngày một đông. Mọi người xung quanh đứng bàn tán với nhau. Người thì lấy điện thoại ra chụp hình, đăng lên mạng. Người thì lấy thử một đồng xu, xem là tiền thật hay tiền giả, rồi lại đặt xuống. Có người đã đi qua, lại ngoảnh đầu lại, đứng cách đó không xa để xem xét tình hình. Dường như mọi người đều cảm thấy mới mẻ và kỳ lạ. Một lúc sau, đã bắt đầu có người đến chỗ chiếc hộp và lấy tiền. Tuy nhiên, một điều nằm ngoài dự đoán đã xảy ra. Một vài người không những không lấy tiền mà còn tự nguyện bỏ thêm những đồng xu của mình vào chiếc hộp. Với số tiền ngày một nhiều lên, họ hy vọng có thể đem sự giúp đỡ nhỏ bé của mình đến với nhiều người hơn. Dù không biết những người lấy tiền sẽ sử dụng chúng với mục đích gì, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là mọi người đều đã tuân thủ đúng nguyên tắc, mỗi người chỉ được lấy nhiều nhất 5 tệ. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, số tiền vẫn còn lại khá nhiều. Đó thực sự là một kết quả nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Không biết từ bao giờ, chúng ta dường như đã không còn tin tưởng vào xã hội và luôn hoài nghi về mục đích của những việc làm tốt đẹp. Thấy người già bị ngã cũng không dám đỡ dậy, quyên góp từ thiện thì sợ bị lừa tiền. Gặp một người lạ đang cần sự giúp đỡ cũng phải thật đề cao cảnh giác. Có những người dù làm việc tốt nhưng trong đầu vẫn bận tính toán thiệt hơn, chỉ là mình sẽ là người chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, những hình ảnh từ thử nghiệm trên lại khiến chúng ta hoàn toàn thay đổi suy nghĩ đó. Mọi người ai nấy đều giữ vững nguyên tắc đạo đức của chính mình, chỉ lấy đúng số lượng tiền khi cần thiết. Thậm chí còn sẵn sàng và chủ động trao thêm cơ hội cho những người đang thật sự cần đến sự giúp đỡ. Chúng ta tin rằng những người sống và làm việc thiện chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục duy trì lối sống và những nghĩa cử cao đẹp đó. Tự tay đặt vào chiếc hộp thêm một đồng xu cũng đồng nghĩa với việc yêu thương trong mỗi con người đã được trao đi. Dưới cái nắng gắt như đổ lửa, có một thứ còn nóng hơn cả cái thời tiết khắc nghiệt kia, chính là tình người. Từng hành động bé nhỏ xuất phát từ những mục đích cao đẹp cũng đủ để khiến cuộc sống của chúng ta trở nên đẹp đẽ và có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chỉ cần chúng ta lựa chọn đặt niềm tin của mình vào những điều tốt đẹp, thế giới nhất định cũng sẽ trở nên tươi đẹp hơn.